Ông Manafort bị kết 8 tội. 10 cáo buộc tội danh còn lại không có phán quyết, thỏa thuận, nhận tội và ám chỉ tổng thống. Với việc hai người đàn ông có vai trò nổi bật trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump bị kết tội, các cuộc điều tra dường như ngày càng xích gần mục tiêu nhắm đến tổng thống. Tuy nhiên, sau tất cả những sự kiện trên, ông Trump đã dành thời giờ cho một cuộc vận động tại Charleston vào tối thứ Ba để nói về những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ, những phát triển về thương mại, chính sách thuế, vấn đề Bắc Hàn và thậm chí cả kế hoạch thành lập lực lượng không gian. Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ, những điều chúng ta đang làm là để chiến thắng. Đề cập đến ông Manafort, ông nhấn mạnh thông đồng ở đâu, làm gì có thông đồng, nhưng bạn biết đấy, họ vẫn đang tìm kiếm. Ông Trump nói, ông cảm thấy tiếc cho hai người, nhưng hầu như ông hạn chế nhắc đến thỏa thuận nhận tội của ông Cohen với 8 trọng tội. Phán quyết về ông Manafort được đưa ra tại Virginia, bị cáo buộc bởi Robert Mueller, người đang điều tra về sự can thiệp Nga trong bầu cử 2016, và tội cản trở công lý có liên quan đến Tổng thống Trump. Trong khi đó, tại New York, ông Cohen đã nhận tội. Ông nói rằng ông và ông Trump đã thu xếp thanh toán tiền cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và một cựu người mẫu Playboy để ngăn chặn các ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tổng thống Trump có khả năng bỏ ngoài tai các cáo buộc và những chỉ trích về những tuyên bố gây phẫn nộ của ông. Nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ ông, bất chấp ông đã chỉ trích cả hai bên trong cuộc biểu tình bạo lực chống phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da đen tại Charlottesville, Virginia. Ông cũng từ chối tiếp nhận các ý kiến của dịch vụ tình báo Hoa Kỳ về Nga hồi tháng trước tại Helsinki. Bất chấp những cáo buộc tham nhũng và những bản án tù dài hạn cho các cựu cố vấn của ông, tại cuộc vận động West Virginia hôm qua, đám đông đã hô lớn, chống tham nhũng, hãy bỏ tù Clinton. Đó là những câu nói quan trọng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Phán quyết ông Manafort được coi là một minh chứng củng cố cho công việc của ông Mueller, tiếp tục điều tra tổng thống và nhóm thân hữu của ông. Nhóm của ông Mueller cũng đã chuyển các bằng chứng trong văn phòng ông Cohen tại New York cho các công tố viên liên bang. Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, đã đổ lỗi cho ông Cohen trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Ông Rudy Giuliani nói rằng không có cáo buộc nào bất lợi cho tổng thống trong các cáo buộc chống lại ông Cohen. Nhóm pháp lý của tổng thống Trump cũng đã tham gia vào một bàn đàm phán dài hạn với nhóm ông Mueller về khả năng tổng thống Trump chấp nhận thẩm vấn. Tuy nhiên, nhóm này đã phản đối phạm vi câu hỏi trong cuộc điều tra. Tại một phòng xử án riêng hôm thứ Ba, các công tố viên và luật sư bào chữa cho cựu cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump, Michael Flynn, đã đồng ý trì hoãn tuyên án sau khi ông nhận tội đã nói dối với FBI về mối liên hệ của ông với một viên chức Nga trong cuộc thăm dò của ông Mueller. Các vấn đề pháp lý trên diễn ra giữa bối cảnh Tòa Bạch Ốc đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ, trong khi các đồng minh của Tổng thống Trump như ông Stephen Bannon đang dàn dựng cuộc bầu cử như một cuộc trưng cầu luận tội Tổng thống. Các thân hữu của Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng số phận của ông trong kịch bản này mang màu sắc chính trị hơn là luật pháp. Trong cuộc vận động tại Charleston, Tổng thống dường như đang truyền tải thông điệp cảnh cáo đám đông rằng các bạn không chỉ bỏ phiếu cho một ứng cử viên, các bạn hiện đang bỏ phiếu để xem đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Các thân hữu của Tổng thống Trump đã tái khẳng định hôm thứ Ba, một Tổng thống không thể bị truy tố. Điều này đã được đề cập trong một ý kiến năm 2000 của Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp. Các luật sư của Tổng thống Trump nói ông Mueller sẽ tuân theo hướng dẫn pháp lý đó, mặc dù ông chưa bao giờ xác nhận. Và rất có thể cũng sẽ không ai truy tố Tổng thống sau khi ông hoặc bà rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Michael Avenatti, luật sư đại diện cho bà Daniel, người nói rằng có quan hệ tình dục với Tổng thống, đã thuyết hôm thứ Ba. Việc ra phán quyết chống lại ông Cohen cũng nên yêu cầu Tổng thống phải ra tuyên thệ và cho biết những gì ông có liên quan. Tối cao Pháp Viện năm 1997 đã ra phán quyết trong một vụ kiện do Paul Jones đưa ra chống lại cựu Tổng thống Clinton. Ông cho rằng một Tổng thống đang tại chức có thể bị buộc phải trả lời các câu hỏi điều tra trong một vụ kiện. Tuy nhiên, phán quyết đó không nói rõ liệu một Tổng thống có thể bị triệu tập để ra làm chứng hay không.
Bất chấp ông Trump phủ nhận về các hoạt động vi phạm pháp luật của mình, các phán quyết về ông Manafort và ông Cohen đã khiến nhóm thân hữu của ông Trump lo ngại. Đối với các thân hữu của ông Trump, ông Cohen có thể là mối đe dọa lớn đối với ông hơn là cuộc điều tra của ông Mueller về nghi án Nga, vì ông Cohen có liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Trump. Trước đây, FBI đã lục soát văn phòng ông Cohen và Tổng thống Trump đã phản đối mạnh mẽ. Ông nói đó là sự vi phạm về đặc quyền của một luật sư và khách hàng. Ông cũng lo lắng về các tài liệu mà ông Cohen đã lưu giữ khi làm việc cho ông Trump Organization trong một thập niên có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông. Những cộng sự của Tổng thống Trump, kể cả ông Giuliani, đã liên tục tấn công vào ông Cohen và tuyên bố ông không đáng tin khi ông nói dối về các giao dịch kinh doanh của Tổng thống Trump. Khi băng ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa Cohen và ông Trump về số tiền dùng để giữ im lặng một ngôi sao khiêu dâm bại lộ, ông Giuliani đã bày tỏ nghi ngờ về lòng trung tín của ông Cohen. Tổng thống Trump đã theo dõi phiên tòa của ông Manafort hàng tuần qua các phương tiện truyền thông, mặc dù không có bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra của ông Mueller về nghi án Nga. Ông Trump vẫn lo lắng ông Mueller sẽ sử dụng kết quả phiên tòa của Manafort để theo đuổi một vụ kiện chống lại ông. Trong thực tế, Tổng thống Trump đã nói với vòng tròn thân hữu của mình rằng ông lo sợ con trai của ông Donald Trump Jr. có thể bị vướng vào mớ hỗn độn này. Westlin nói với bồi thẩm đoàn rằng để kết án ông Manafort, các công tố viên phải trưng bằng chứng Manafort có ý định lừa đảo ngân hàng và IRS. Các công tố viên đã cáo buộc ông Manafort tội trốn thuế hàng triệu Mỹ Kim bí mật cất giữ trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Ông Manafort đã nhận được số tiền này khi còn là tư vấn cho Tổng thống Yanukovych, người đã trốn khỏi Ukraine năm 2014. Các công tố viên đã gọi kế toán viên hiện tại và kế toán cũ của Manafort làm chứng chống lại ông. Các nhân chứng cho biết ông Manafort đã nói dối họ về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Kế toán cũ của ông Manafort cho biết cô đã dùng thông tin giả mạo điền vào tờ khai thuế của ông Manafort để giảm số tiền mà ông phải đóng thuế. Các nhân chứng khác bao gồm nhân viên của các cửa hàng quần áo sang trọng, một nhà làm vườn, một nhân viên công ty giải trí gia đình. Tất cả họ đã làm chứng cho lối sống sang trọng của ông Manafort được thanh toán qua các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Các nhân chứng cho biết vào thời điểm ông lừa dối IRS, ông đã chi hơn 1 triệu Mỹ Kim cho quần áo, bao gồm một chiếc áo da đà điều trị giá 15.000 Mỹ Kim, hơn 2 triệu Mỹ Kim cho hệ thống giải trí gia đình và hàng triệu Mỹ Kim khác. Một nhân chứng nói rằng ông Manafort đã chi hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho vườn tược quanh nhà, bao gồm cả chiếc vườn hoa sau sân nhà ông. Ông Cohen nhận tội. GOP đang gặp khó khăn vì ông Trump. Lời nhận tội của ông Cohen đánh dấu lần đầu tiên một cộng sự của ông Trump bị kết tội trực tiếp liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Ông Cohen cho biết, Tổng thống Trump không chỉ biết mà còn tham gia thực hiện. Pat Canas, một đảng Dân Chủ chuyên nghiên cứu chống lại ông Trump cho biết, lời nhận tội của ông Cohen là một bước tiến hướng tới việc điều tra. Ông Trump đến nay, theo tính toán cho thấy rõ ràng đảng Cộng Hòa, các nhà lập pháp GOP đã quyết định gắn bó với Tổng thống Trump, ngay cả khi ông đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi. Mức độ ủng hộ ông đã thể hiện trong cuộc vận động ở West Virginia hôm qua. Chỉ một số ít các viên chức GOP chống ông Trump là những người sẽ không tìm cách tái tranh cử, như thượng nghị sĩ đã nghỉ hưu Jeff Flake của Arizona và Bob Corker của Tennessee. Đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể thuyết phục các cử tri độc lập và các đảng viên ôn hòa phe Cộng Hòa bỏ phiếu cho họ vào cuộc bầu cử mùa thu này, bằng lập luận rằng các viên chức GOP đang ủng hộ những hành vi liều lĩnh của ông Trump. Các nhà vận động đảng Dân Chủ hôm thứ Ba nói rằng họ có kế hoạch lật đổ đảng Cộng Hòa qua chiến dịch bầu cử mùa thu sắp tới nếu đảng Cộng Hòa cố tình im lặng về các vụ kiện xung quanh ông Trump.